Hello everyone, my name is Win. Nice to meet you again. Welcome all you to our lesson today. Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô rất vui được tiếp tục hướng dẫn các em trong tiết học này. Before beginning a new lesson, let's review last lesson. Who remembers what we studied? Now, look at the picture and make suggestions and reports, okay? Trước khi bước vào một tiết học mới thì chúng ta cùng nhau ôm lại cái tiết học vừa qua. Các em nào còn nhớ chúng ta đã học những gì nào? À, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh và đưa ra lời đề nghị và đáp trả. Ok? Picture 1. Fish faucet. Example A. I suggest fishing the faucet in the bathroom. B. Okay. Picture 2. Turn up radio. Example. Why don't we turn up the radio before going to bed? B. That's a good idea. Vừa rồi cô đã ôm cho các em này, làm thế nào để đưa ra lời đề nghị và đáp trả cái lời đề nghị đó. In our lesson today, we continue to study Unit 7, Saving Energy, Lesson 3, Read, Space, City and City 1. We will practice reading skills to know more about North American and European countries, save money and natural resources. Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập kỹ năng đọc hiểu để biết thêm thông tin về một số nước châu Âu và Bắc Mỹ trong việc tiết kiệm tiền và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta bước vào phần thứ nhất, Part 1, Vocabulary. I have a new watch. You look at the symbol in the brackets to guess the meanings of the word. Then you check with my answer next page. Em hãy nhìn vào các ví dụ hay cách giải thích từ trong đóng hoặc đơn để đoán nghĩa của từ vựng. Sau đó, các em hãy kiểm tra phần trả lời của mình ở trang kế tiếp. 1. Consumer. Example, a person who buys goods or uses service. 2. Labeling scheme. Determining a plan for labeling. 3. Efficiency. Example, the energy efficiency of this light bulb is 100 watt. 4. Luxury. Example, he has a lot of money and he always manages to buy expensive things. He lives in luxury. 5. Innovation. The introduction or usage of new ideas or techniques. 6. Categories means kind or type. 7. Account for. Example, for most North American households, lighting accounts for 10% to 15% of the electricity bill. 8. Control. To prevent something from being changed. Now, test please. Các em chú ý cho cô, dấu tròn đỏ là những dấu nhấn trọng âm của từ. Number 1. Consumer. Consumer. Người tiêu dùng. 2. Labeling scheme. Labeling scheme. Kế hoạch dán nhãn. 3. Efficiency. Efficiency. Các em còn nhớ cái câu lúc nãy cô cho không? The energy efficiency of this light bulb is 100 watts.
Vậy ở đây, câu này có nghĩa rằng là hiệu suất năng lượng của cái bóng đèn này là 100W. Number 4. Luxury. Luxury. Now listen again. He has a lot of money and he always spends buying expensive things. He lives in luxury. Vậy ở đây câu nói này rằng là cậu ấy có rất nhiều tiền và cậu ấy luôn dành tiền để mua những cái vật đắt tiền. Vậy cậu ấy sống trong cái sự xa hoa. Ok. Five. Innovation. Innovation là sự đổi mới hay là sự cải tiến. Six. Category. Category. It means kind or type, loại hay hạng. Seven. Account for. Account for. Chiếm. Chiếm ở đây là tỷ lệ phần trăm. Now listen again. For most North American households, Latin accounts for 10% to 15% of the electricity bill. Vậy ở đây là với hầu hết các hộ gia đình ở Bắc Mỹ, cái việc thắp sáng là chiếm 10 đến 15% của cái hóa đơn thanh toán tiền điện. 8. Conserve. Conserve. Bảo tồn. Now listen and repeat. 1. Consumer. Consumer. 2. Labeling scheme. Labeling scheme. 3. Efficiency. Efficiency. 4. Luxury. Luxury. 5. Innovation. Innovation. 6. Category. Category. 7. Account for. Account for. 8. Conserve. Conserve. Now you read and guess true or false for each statement. Next, part 2. Reading. You listen to the passage and read it in silence. 5. Read. In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money. For most North American households, lighting accounts for 10% to 15% of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs, and last 8 times longer. Therefore, consumers can save about $7 to $21 per bulb. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines, and tumble dryers. The label tells the consumer how much energy efficiency each model has compared with other appliances in the same category. Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources. You read the statement and check the reduction. Các em hãy đọc và kiểm tra lại đáp án của mình. Number 1. Check. Is true. Number 2. Is true. Các em chú ý cho cô trong đoạn 2. Câu đầu tiên và đó cũng chính là đáp án. Number 3. It's for. Các em có nhận biết được vì sao câu này là for hay không? Các em tìm thông tin
về số tiền là 50 US dollar. Trong sách của các em nó là about 7 US dollar to 21 US dollar. Number 4. It's 2. Trong đoạn số 3, các em chú ý thông tin trên màn hình và thông tin trong sách giáo khoa là giống nhau. Ok. Number 5. It's 4. Và vì sao là câu này là 4? Và các em chú ý cho cô câu cuối cùng trong đoạn văn. Và các em được sửa lại. The innovation will save money. Now, next, task 2, exercise A. At Bay City 1, which of the following is the best summary of the budget? Yêu cầu đưa ra cho các em câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất của đoạn văn. Number 1, energy saving bulbs should be used to save electricity. Number 2, in Western countries, electricity, gas, and water are necessary. Number 3, North American and European countries are interested in saving money and natural resources. 4, labeling schemes help save energy. My answer is number 3. Okay? To understand more the content of the budget, you will do exercise B at Bay City 1. Answer the questions. 1. What are Western consumers interested in? 2. What can we do to spend less on lighting? 3. Mr. Tron used only two ordinary bulbs and she paid a US dollar for lighting. How much will she pay if she used two energy saving bulbs in that? 4. What is the purpose of the labeling scheme? 5. Why should we say energy? Now you read the budget again and find out the answer. You work in 2 minutes. Guess my answer, please. Number 1. They are interested in products that will not only work effectively but also save money. Và câu hỏi số 1 đưa ra các nhà tiêu dùng phương Tây quan tâm đến việc gì? Và các em chú ý cho cô trong đoạn số 1 những dòng chữ được gạch chân. Và đó là chính là đáp án. Họ quan tâm đến cái sản phẩm không những là hoạt động một cách hiệu quả mà còn tiết kiệm được tiền. Next, number 2. That's my answer. We can replace ordinary 100 watt light bulb by using saving energy bulbs. Câu hỏi số 2 đưa ra, chúng ta có thể làm gì để giảm chi tiêu ít về cái việc thắp sáng? Các em nhìn cho cô trong đoạn số 2 và những cái dòng chữ được gạch chân. Chúng ta có thể thay thế những cái bóng đèn tròn thông thường bằng cách sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Next number 3. Cô nghĩ rằng các em đã có câu trả lời cho câu hỏi số 3 rồi đúng không nào? Bây giờ các em hãy kiểm tra đáp án của mình với đáp án của cô. She will pay 2 US dollar for lighting if she used to energy saving bulbs instead. Câu hỏi số 3, cô nhắc lại, bà John chỉ sử dụng 2 bóng đèn thông thường và bà ấy trả 8 đô cho việc thắp sáng. Vậy bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng 2 bóng đèn tiết kiệm năng lượng? Vậy làm thế nào để ra kết quả là 2 đô thì chúng ta cần phải chú ý cho cô những dòng chữ được gạch chân ở trong đoạn số 2. Và cô sẽ dịch sơ qua cái nội dung trong đoạn số 2 để chúng ta nắm bắt thêm. Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mỹ, việc thắp sáng chiếm 10 đến 15% hóa đơn thanh toán tiền điện. Tuy nhiên,
Số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100W thông thường bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng. Vậy các em đã nắm bắt được vì sao là bà John phải trả 2 đô cho việc thắp sáng, đúng không nào? Now next. Number 4. What is the purpose of the labeling scheme? Take, please. It is to help consumers to know how efficient its model is compared with other appliances in the same category so that they can save money and energy. Đây là câu trả lời đầy đủ. Câu hỏi số 4 đưa ra mục đích của việc dán nhãn này là gì? Vậy các em chú ý cho cô trong đoạn số 3 là những dòng chữ được đặt chân. Cô sẽ dịch cho chúng ta nắm bắt thêm thông tin ở đoạn số 3. Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Cái việc dán nhãn này cho người tiêu dùng biết cái hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác trong cùng loại. Number 5, check please. We should save energy because we can save money as well as control the earth resources. Em rất là dễ dàng nhận biết câu trả lời số 5 ở trong sách giáo khoa. Đó là câu cuối cùng của đoạn. Vậy chúng ta nên tiết kiệm năng lượng vì chúng ta có thể tiết kiệm được tiền cũng như là bảo tồn được nguồn tài nguyên của trái đất. Next discussions, phần thảo luận. I have two questions. Number one, why should we save energy? Câu hỏi đưa ra, tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng? Example, save money. Vậy 4 ý còn lại, các em về nhà tiếp tục hoàn thành cho cô. Number two, what should we do to save energy? Câu hỏi đưa ra, chúng ta nên làm gì để tiết kiệm năng lượng? Các em lưu ý câu hỏi số 2 và câu hỏi số 1 khác nhau. Example, use energy saving bulbs. Tương tự như vậy, 4 ý còn lại chúng ta về nhà trao đổi với bạn và hoàn thành đọc vở cho cô. Chúng ta qua phần 3 La Mã, part 3. Housework. First, revise the vocabulary. Second, redo or exercise. The third, complete the discussion in notebook. Write to list. Thứ nhất, các em ôm lại tất cả các từ vựng mà các em đã học trong bài học hôm nay. Thứ hai, chúng ta làm tất cả các bài tập A và bài tập B vào vở. Thứ ba, là các em hoàn thành cái phần thảo luận vào vở bài tập của mình, viết liệt kê hai cái danh sách. Ok, bài học đến đây đã kết thúc. Thank you so much for your attendance. Goodbye. See you soon.